Sẽ đến anh chị và các bạn một cái buổi thực hành thí nghiệm nghiên cứu về bộ phát laser của cụm mà laser máy màu của thầy trò chúng tôi. Trong cái buổi thực hành này thì chúng tôi sẽ thí nghiệm đưa ánh sáng laser vào cái vị trí phát sáng của một màu bất kỳ, và chúng tôi đang lựa chọn trên cái nguyên lý hoạt động của cái bộ phát laser màu xanh trên cái hệ bốn màu tiêu chuẩn vàng, hồng, xanh, đen. Và bạn Hoàng đang quay cái gương đa giác bên trong, và cái bắt ánh sáng Lương phải giữ nhịp đúng cái tay em ạ, thì để cái ánh sáng nó không bị nghiêng. Em đưa để ánh sáng hắt lên trần trần đã. Chưa được. Đấy kìa. Em được nè. Em phải giữ nhịp đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, đấy. Khi mà phát, khi mà laser Hoàng quay thì chúng ta thấy cái ánh sáng tia laser nó sẽ di chuyển. Mà đây là chúng ta chiếu theo nhịp cố định nhé. Còn khi mà chớp nháy của cái nguyên lý trong cái bộ phát laser của máy ấy, khi làm việc chiếu ảnh ấy, nó sẽ chiếu theo từng nhịp đóng ngắt không? Đấy, đúng không? Đấy, rất là dễ dàng khi mà chúng ta có cái nguyên lý này, thì khi mà chúng ta tiếp cận ban bệnh để sửa chữa, bắt ban liên quan đến cái cụm tạo ảnh tiềm ẩn ở bước 2 trong máy photo màu không khó như chúng ta nghĩ. Khi mà chúng ta đào sâu và đi đến tận cùng của vấn đề thì chúng ta sẽ thấy cái thú vị này, nó rất là hay. Quân thấy hay không Quân? Hay không? Đây, ánh sáng laser kia. Anh điều chỉnh đi lại đi, cho em quay cho. Tôi giả định đây là cái phần nguyên lý hoạt động trong cái cụm laser của một cái máy màu trong cái hệ phát laser. Với máy đơn sắc đen trắng thì nó chỉ có một vị trí laser duy nhất thôi. Hắt lên nền zoom duy nhất, đó là tạo ra bản ảnh màu đen trên nền giấy trắng. Còn với máy màu thì cái hệ laser này nó sẽ có cái khung hình để tạo ra bốn màu đấy, rất là nét trên nền zoom đấy. Rất là đẹp, đây góc này rất là đẹp. Chiếu về nét không? Nét đúng góc anh. Đấy, nó sẽ chính tạo vì thế mà chống đặt ở trên là ăn luôn. Đấy, rất là hay khi mà chúng ta hiểu vào nguyên lý của nó. À, nó sử dụng chung một gương, nguyên lý của nó như nào Lương, theo em? Là ví dụ đây là màu xanh này, chúng ta hiểu rồi này. Chúng ta chiếu về nhưng mà cái lục giác này nó sẽ quay liên tục. Rồi. Và mỗi cái tia laser nó sẽ có góc nghiêng khác nhau. Bởi những cái góc kính bắt ảnh này. Như chúng ta vừa nãy chúng ta chứng minh nó bằng cách đó là khi bạn nghiêng góc không đúng, ánh sáng không đúng thì cái gương bắt của màu xanh nó không về. Chính đúng không? Mà Hoàng chỉnh ấy là nó bị lệch cái góc của cái đường chiếu. Thì nó liên quan đến cái gương này này. Lên gương, liên quan đến gương bắt góc nhá. Nên là ông Hoàng nó cứ tháo hết cái bọn này ra là nó lệch một cái góc chiếu. Nó lệch mà. Lệch cho nên nó bảo là. Thì trong nguyên lý của máy photocopy, nếu hư bộ này nó sẽ báo lỗi trên màn hình là motor lục giác hoặc bộ phận gương đa giác đang bị lỗi. Rồi. Còn nếu như nó báo ở vị trí anh Lương đang chiếu ở đây, nó sẽ báo hiển thị cho tôi SC gì đó mà nó báo là bộ laser màu xanh đang bị lỗi. Lỗi ở đây có thể mình cứ hiểu ngầm có thể là bụi bẩn che mất đi, rồi tín hiệu ánh sáng không về đủ cường độ, cảm biến nó không đo được, nó cũng sẽ báo lỗi. Đấy, như vậy là chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận như này thì khi gặp những cái ban khó chúng ta phải đi sâu đến cỡ như vậy. Chúng ta hướng tới làm thợ mà. Thợ thì chúng ta không thể dừng ở những cái lau chùi bên ngoài được. Lau kính trong suốt thì ai cũng biết được đấy, người dùng cũng biết. Khi mà muốn làm thợ thì chúng ta phải đi đến sâu, đến tận cùng như thế này. Đấy, chia sẻ đến anh chị và các bạn cái buổi đào tạo thực hành trực tiếp này. Ở đơn vị chúng tôi đào tạo đó là thực hành, đường nó về trải nghiệm, chứ không dừng ở là mô hình máy tháo ra lau gương ABC. Cái đó người dùng cũng biết và trên mạng đã chia sẻ rất nhiều. Thì ở dưới nó có cái gương nó chặn lại thì nó hắt lên mà. Hắt lên đây, được đây nó mới lên gương này. Đây ví dụ giả sử đây đổi góc ở vị trí chỗ Lương, đây sẽ là bộ laser của màu đen. Thì bộ màu đen sẽ bắt gương ở chỗ nào Lương? Đây. Cái góc nghiêng của ánh sáng nó sẽ bắt gương đấy, gương này. Hồi nãy bạn điểm danh là màu nào, hai màu nào ở dưới, hai màu nào ở trên? Nãy chưa xem cái nào ở dưới, cái nào trên. Nhưng mà nó chia làm hai. Hai cái trên là hai cái dưới. Nó tùy thuộc vào cái góc này. Và chúng ta có một lưu ý nhá, cả Hoàng nhá. Vâng. Mỗi góc điều khiển gương bắt góc ánh laser nó có một cái motor. Vâng. Motor chúng ta thấy đây này. Đây. Nó liên quan đến một sự kiểm soát bởi một sensor. Vâng. Tất cả các đầu gương đều có hết nhá. Vâng. Nó điều chỉnh góc nghiêng liên quan đến cái độ bắt ảnh về nền room. Nên là có cái hiện tượng vết xước trắng ấy. Vâng. Là góc bắt ảnh đón ảnh như kìa. Bị sai số. Tức là khi ví dụ như nhịp vẩy như này này, nó bị văng ra ngoài, nó trượt ra ngoài ấy, thì có phải là cái tia sáng nó không về hết đâu.
Hồi nãy chúng ta đang phân tích là tôi giả định tôi quét cái laser đưa cho nó mượn cái laser. Tôi giả sử hồi nãy tôi không thực hành trên trên cái phương tiện trực quan này mà tôi thực hành trên đây luôn. Ví dụ vẩy như này phải vẩy đều, vẩy khít. Thì có phải là toàn bộ cái phần nó vẩy này nó sẽ xóa điện tích và cho ta một cái bản bệt đen như trên kia, phải đen đều. Đen đều đấy, ví dụ như lương đây. Đây một bản ảnh, tôi giả sử bản ảnh là không lỗi mà gọi là chấp nhận được. Đấy, đưa đèn lên. Ví dụ bản ảnh này là bản ảnh không lỗi và chấp nhận được. Chúng ta không đề cập đến cái phần khiếm khuyết này. Chúng ta đề cập từ 3/4 về đây. Độ phủ rất đều. Trong khi một cái bản em đưa đến có cái máy của nhà em thì nó đang bị như này. Chúng ta khoan nói đến cái sai số phủ mực nhé. Tại vì nó liên quan đến cái bản single em chọn lập trình. Nếu như hôm qua em gọi sớm trước em lên ý, thì tôi bảo test một cái bản single em kiểu mở nắp này này. Để chúng ta kết hợp hai bản. Từ đó chúng ta cũng có cách để xem là với Toshiba họ lập trình cái bản single ấy trong cái phần auto. Nó khác với bản tôi single nhưng tôi mở lắp kính để nó lấy tự nhiên như thế nào. Từ đó tôi đo lường. Bản single của đây là bản của Recon. Là bản mở nắp chủ đen ở trên. Nó cho ta độ phủ kín đặc. Nếu mà từ cái bản single đó ra một cái bản phối như này thì nó sẽ tỷ lệ nghịch nhau. Đúng rồi. Theo góc của người kỹ thuật nhé. Vâng. Bằng mắt thường tôi đã thấy nó không ổn. Vâng. Vì một màu xanh như thế này thì không bao giờ phối ra được cái màu cái thang màu đậm như này. Đúng rồi. Không bao giờ. Vâng. Cái nguyên tắc lý thuyết thuần túy thôi. Vâng. Nhưng mà với... thằng này đấy, phối được ra thằng này. Đấy. Thế nên là cái máy của em nó đang bị lỗi là như vậy. Vâng. Đây. Với bản phủ single chụp mở lắp kính ý. Vâng. Mà ra như này thì nó ra bản phối như này đương nhiên. Vâng. Độ phủ đều đậm như này mà. Vâng. Rồi chúng ta bỏ qua cái anh chuẩn này, chúng ta phân tích tiếp dựa trên những nguyên lý chúng ta vừa phân tích này, những cái nét răm mất trắng này. Vâng. Cái phần lý thuyết là chúng ta nếu cái lỗi này nó có thể do bước mấy chúng ta liệt kê rồi. Vâng. Do trọng tâm sẽ là bước 2, ánh sáng laser vân vân. Vâng. Và một khoanh vùng nữa nằm ở bước 3, in hiện hình ảnh lên room. Vâng. Liên quan đến khoang chứa thành phần hỗn hợp mực từ. Vâng. Và theo phân tích thì không có một cái máy nào trùng hợp đến mức là bốn cái cụm mực từ của bốn màu đều bị lỗi như này. Vâng. Đó là có những hạt răm, có những vật cản tạo ra cái vết răm trắng như này. Vâng. Là cực kỳ hiếm và không có luôn ấy. Vâng. Như vậy suy luận của chúng ta ở đây tạm thời dựa vào kiến thức thôi. Vâng. Chúng ta chưa tinh hoa gì vội. Nó nằm ở đây không lương, nếu theo em khoanh vùng. Chính xác. Khả năng nằm ở chính xác. Thì cái mà tôi vừa ở đoạn video trước ngắn Hoàng để cái room bên đây. Ví dụ như là theo nguyên lý của bản chụp mà hỏi những nhóm anh chị em nhiều rồi. Đó là từ bị vật cản gì đó bị tạp chất. Vâng. Sạn xiếc, nó cản nó không cho ra, nó mất vệt trắng. Những bốn màu đều giống nhau khó lắm. Tạo hóa cũng không có luôn, lập trình cũng không có luôn vì nó đều. Nếu bản single được lập trình nó sẽ quét như này theo nguyên lý hoạt động của bước 2. Vâng. Tại vì nó nhận được cái lệnh một hình chữ nhật màu nào đó. Vâng. Nó sẽ quét và phân vùng này phải được lặp đi lặp lại một cách đều đặn và kín, phủ kín. Vâng. Chúng ta nói về cái nguyên lý tạo hình ảnh tiềm ẩn trên máy của tôi khó hơn bằng cách là chúng ta xem cái máy tạo hình khối trên vật liệu bằng tia laser. Chúng ta sẽ biết là ví dụ nó phay một cái mặt phẳng ấy. Vâng. Nếu một cái tia laser mượt nó sẽ phay cái mặt phẳng, cái cực phẳng luôn. Vâng. Nhưng một cái tia laser bị lỗi về hệ cơ vấp nhịp hoặc là ABC gì đó nó sẽ tạo ra một mặt phay, mặt phẳng lồi gồ. Vâng. Lúc thì hơi sóng lên một không tí kín. Sóng thực tế là chỗ đấy nó không cắt. Vâng. Chúng ta hiểu như thế, hoặc cắt bị rối đấy. Chúng ta suy luận như thế nó rất là dễ, từ vô hình chúng ta đưa nó về hữu hình nó rất dễ hình dung. Đấy, ví dụ phay trên một phẳng, nếu một bộ laser hoàn chỉnh về hệ cơ, hệ quét, hệ cắt, nó cho ta một cái bản phay tức là nhẫn như gương luôn, nhẫn như cái mặt kính gương luôn. Vâng. Thì nó cắt đều. Còn một bộ laser bị lỗi nó sẽ phay không đều, tạo chúng ta những vết sóng trâu, gọi là sóng trâu cho nó gọi là lớn lên, nhưng nó chỉ là sóng tóc ấy, nhưng những sợi tóc bị gồ lên, sau đó cái nhịp lại phẳng lại. Vâng. Sau đó lại sóng sợi tóc lên, sau đó cái nhịp lại phẳng lại. Thì nó tương ứng với cái suy luận liên quan đến cái bản ảnh của bạn Hoàng đưa lên như này, hoàn toàn hợp lý và
để minh chứng thì nó không phải nằm ở bản đấy không, bản màu hồng cũng bị tương tự như vậy. Như tôi đã nói, để phân tích một cái máy photo bắt bệnh ấy, chúng ta phải dựa vào cái yếu tố này. Và phân tích nó nằm ở đâu? Đương nhiên có những cái ca bệnh rất là khó. Khó nhưng mà chúng ta dựa vào kiến thức hoàn toàn chúng ta còn là bắt ban được. Ví dụ đây là máy của khách thì giám định cho khách cần phải thay bộ laser. Vì chúng ta không có cái chuyên môn để có thể đo lường, cân chỉnh góc nghiêng, góc bắt ảnh, độ chuẩn xác của cái laser được. Đó là lý do mà chúng ta, ý nghĩa của những cái giờ học là như vậy. Chứ còn không có lý do gì mà chúng ta không tìm ra bệnh. Vấn đề tìm ra bệnh thì chúng ta sửa, có những bệnh chúng ta khắc phục được bằng trình độ chuyên môn hoặc thay vật tư mới. Có những bệnh thì chúng ta phải xử lý bằng cách đó là đổi, thay thế. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta đã chứng minh rồi. Nó rất là dễ thôi.